Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh, sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan đến tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2021 Tân Sửu này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vì năm 2021 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 dự đoán có thể sẽ có một số vấn đề về tài chính. Bạn phải xử lý tiền một cách khôn ngoan, lập kế hoạch ngân sách của bạn trước khi chi tiêu. Có thể có một số rắc rối rơi vào bạn, vì vậy hãy cẩn thận. Hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bạn đời mình. Những người làm công ăn lương thì sẽ phải đối mặt với những vấn đề trong công việc. Hãy xử lý chúng một cách bình tĩnh. Trong khi đó, một lịch trình làm việc bận rộn là không thể tránh khỏi trong năm nay. Bước vào năm 2021, vận thế nhân duyên mạnh, sức khỏe không được tốt. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, gặp năm Tân Sửu 2021, thiên can lưu niên, tân kim là thực quan của Thìn, thái tuế sửu thổ là tỷ kiên của Thìn, cho nên tài quan của mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Thiên can lưu niên lộ ra thực thương, năm nay mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 thì không thiếu cơ hội cầu tài. Thái tuế là tỷ kiên của mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976, lưu niên lại gặp các tinh nguyệt đức chiếu mạnh. Bởi vậy mà mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 năm nay vận thế nhân duyên mạnh mẽ, có khả năng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Hãy nhớ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2021 để được cát lành thịnh vượng. Về mặt tình cảm thì năm nay tài quan cùng xuất hiện, vận thế của nam nữ mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 tương đối tốt. Thực tế, đối với nữ mệnh mán nói thì năm 2021 gặp được thực thương là đào hoa tinh. Nếu có thể nắm chắc lấy cơ hội này, hy vọng sẽ đạt được tình yêu mỹ mãn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 năm nay đều được thuận buồm xuôi gió. Về mặt sức khỏe thì mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 dễ dàng bởi vì rắc rối buồn phiền hoặc làm quá tải dẫn đến sức khỏe không được tốt. Đặc biệt cần phải chú ý tới các bệnh liên quan về não, đường hô hấp, ruột. Tóm lại, kiến nghị mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể nhân lúc năm của sự nghiệp tài vận mạnh, thích hợp bổ túc, học tập, nâng cao công việc liên quan, tăng cường sức cạnh tranh của bản thân, cũng có lợi cho việc phát triển lên cao của sự nghiệp sau này. Trong quá trình kinh doanh đầu tư thì chú ý tránh xa mạo hiểm để giảm bớt tổn thất tiền bạc. Về mặt cuộc sống cũng thích hợp giảm bớt áp lực rèn luyện bản thân. Đồng thời, người đang yêu hoặc là đã kết hôn thì cần phải nắm chắc cơ hội tốt này, tranh thủ biến người giàu có trở thành người nhà. Ngoài ra thì luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, cách tài, nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Dự đoán tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ xung khắc,
trong năm nay, mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan đến hệ xương cốt như là gút, đau nhức xương, chật khớp, các bệnh liên quan về thận. Ngoài ra, trong năm nay, dễ gặp phải những chuyện kiện tụng áp lực cho bản thân, đồng thời dễ gặp nạn mất máu. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ có nửa đầu năm 2021 vận trình khá là tốt, có nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Nên chú ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách cân bằng giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường. Đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình, cố gắng hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Trong năm, nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn tăng cường nhân duyên, kích cho vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 46 tuổi gặp sao La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân Bách Sự Ưu. Tuổi này dễ gặp khẩu thiệt thị phi kiện tụng. Nữ mệnh 46 tuổi, kế đô chiếu mệnh cũng dễ vướng phải khẩu thiệt thị phi kiện tụng, thích hợp cho đi du lịch, công tác, đi xa cầu tài. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 vào năm Tân Sửu. Với vận may khá tốt cho sự nghiệp, tuổi Thìn sinh năm 1976 có thể được nhận sự giúp đỡ từ ai đó để giải quyết trơn tru tất cả các vấn đề gặp phải. Ngoài ra, bạn sẽ được người quản lý cấp trên công nhận, được thăng chức, tăng lương rất nhiều và nâng cao trình độ chuyên môn bằng những bước nhảy vọt. Đồng thời, bạn rất xuất sắc khi mà có thể săn lùng bởi một công ty khác trong năm nay. Nếu đề nghị mới tốt hơn, bạn có thể thử môi trường mới. Nếu đang kinh doanh, hiệu suất của công ty sẽ được cải thiện đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc nghiêm túc như trước đây. Mối quan hệ với cấp trên thì không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không khó có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976. Chỉ cần mệnh chủ sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho mệnh chủ, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Công việc không quá phức tạp, không có cơ hội thăng tiến, khiến cho mệnh chủ nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này thì không có áp lực thực sự, nhưng có vô khối với những điều khó khăn mà gia chủ tuổi Bính Thìn cần phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu mệnh chủ kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2021 này, mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 không có cơ may thăng quan tiến chức. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi, để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc trong tương lai, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Mậu Tuất.
dương lịch từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tức là từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tân Sửu. Năm nay, Bính Thìn sinh năm 1976 thì may mắn về tài lộc có thể được trộn lẫn từ nhiều cách khác nhau. Về mặt tự nhiên thì bạn nên giữ thái độ bảo thủ và không nên đáng tin về đầu tư lợi nhuận cao. Với sự giúp đỡ từ những ngôi sao may mắn năm nay, thu nhập từ công việc của bạn sẽ rất tốt, sự nghiệp sẽ được cải thiện rất nhiều. Chừng nào bạn nắm bắt được cơ hội và chủ động hành động, tiền lương và thu nhập của bạn sẽ tăng lên cùng với sự nghiệp hưng thịnh. Đối với phụ nữ, tốt hơn nên đeo vòng tay vào năm 2021 để giúp mang lại phong thủy tốt và may mắn. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 ở năm Tân Sửu, do thiên can lưu niên lộ ra thực thương, thái tuế là tỷ kiên tinh. Năm nay, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ có cơ hội cầu tài nhiều, vận tiền của cũng dễ dàng bởi sự phát triển sự nghiệp như diều gặp gió. Dưới sự giúp đỡ của thái tuế cùng với các tinh nguyệt đức, mối quan hệ xã giao của mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm nay tốt đẹp, có cơ hội phát triển đối ngoại nên thận trọng, giữ gìn thật tốt, sau này sẽ có sự tăng lên tài vận, có sự giúp đỡ rất lớn. Năm 2021, vận thế sự nghiệp của tuổi Bính Thìn vượng, tài vận cũng thế mà tăng lên, vận thế thiên tài đặc biệt hiện rõ. Dưới sự trợ giúp to lớn của nghiệt đức, đức tú quý nhân có thể tích cực xem xét thay đổi ngành nghề, dùng tâm mình để kinh doanh, cùng vạch lên kế hoạch cẩn thận, hơn nữa khiêm tốn xin chỉ dạy từ quý nhân, có thể có làm có được. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ, đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra thì do năm nay tiểu hao và nguyên thần, còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Về tình duyên của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 vào năm Tân Sửu, với một chút ít may mắn cho tình yêu và mối quan hệ nên mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể gặp khủng hoảng trong mối quan hệ với bạn đời và rất nhiều vấn đề tồn tại có thể trở thành điểm nóng của cuộc cãi vã và bất ngờ. Giáo dục trẻ em và các vấn đề của bố mẹ sẽ đến trong những mâu thuẫn gia đình. Nếu bạn xử lý chúng đúng cách, bạn sẽ không gặp phải khủng hoảng. Những mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 khác thì nên chuyển hướng sự chú ý của bạn, tập trung vào việc cải thiện bản thân. Đường tình duyên năm 2021 của mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 vào năm Tân Sửu này, mệnh chủ có nhân duyên khắc phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Sửu Thìn đồng căn nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do mệnh chủ quyết định. Vì thế, dù là nam hay là nữ mệnh thì mệnh chủ tuổi Bính Thìn cũng cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ. Tuy nhiên thì cũng đừng quá nóng vội mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế, nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm của vận quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu
người khác giới phù hợp cho bản thân sẽ có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp thân tí thìn kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong năm Tân Sửu 2021 không có gì đáng khích lệ. Nói chung, tâm trạng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc không kiểm soát tâm trạng của bạn hoặc là thể hiện nỗi buồn bên trong một cách đúng đắn có thể là một đòn tấn công hủy hoại đối với sức khỏe và dẫn đến tình trạng thể chất kém. Để có sức khỏe tốt, cách tốt nhất là giữ tâm trạng tốt và cuộc sống lạc quan. Bản mệnh cũng cần phải nhớ đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như là lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ khoa học. Bị thái tuế kiểm soát, thiên can lưu niên làm hao tổn, sức khỏe không được tốt, cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt là cần phải chú ý về não huyết. Gặp phải ảnh hưởng của tử phù kiếp sát, e rằng sẽ có những tai họa bất ngờ xảy ra từ các ngành nghề xây dựng, giao thông, chất nổ. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, làm ngành nghề có độ nguy hiểm cao thì nhất định phải cẩn thận. Cùng với đó, trong năm Tân Sửu 2021 này, do thổ khí quá vượng nên mệnh chủ tuổi Bính Thìn sẽ cần phải chú ý nhiều đến bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Chú ý về đường ăn uống của mình để tránh mắc phải những bệnh liên quan. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đặc biệt lưu ý đến sức khỏe của bản thân và người nhà. Thái tuế khắc thân lại thêm hung tinh tử phù kiếp sát đến, rất dễ dàng khiến cho sức khỏe bật đèn đỏ. Khi mà tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất là chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng với bảo hiểm chữa bệnh để bảo vệ cho bản thân, gia đình, tránh những bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt, tối tăm, có nhiều tà khí, dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 Nam Mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu đối với cả nam và nữ đều xấu, nhưng mà kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này thì có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần phải đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn Nam Mạng vào năm Tân Sửu 2021 sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người mà gặp hạn tam kheo thì cần phải chú ý bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Sao chiếu mệnh của năm 2021 Tân Sửu, tuổi Bính Thìn 1976 Nữ Mạng, sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu Nam La Hầu, Nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì hên may lạ thường. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, Nam Mạng Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi có bị ốm đau, với việc chữa trị thì cần phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người Trung Quốc quan niệm con rồng tượng trưng cho quyền lực. Những người sinh năm Thìn thì đều đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Trẻ em tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khá là hiếu động và thích gánh vác những nhiệm vụ lớn lao. Tiềm năng rất lớn, chính vì thế mà họ thích khua chiêng gõ trống, hành sự một cách rầm rộ. Tính cách của tuổi Bính Thìn thay đổi nhanh chóng,
tuy nằm trong số những con giáp gặt hái được nhiều thành công trên đường đời, nhưng cũng được đánh giá là người tự cao tự đại, say mê quyền lực, ngông cuồng. Tuy vậy, tính cách của người sinh năm 1976 khá là khoan dung độ lượng, họ lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Với họ, cuộc sống bao gồm nhiều màu sắc rực rỡ. Tuổi này thường coi mình là trung tâm của vũ trụ hay có những suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi vô độ từ người khác và không thể nói lý lẽ. Cuộc đời của tuổi Bính Thìn không gặp nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp, thành công có thể liên tiếp đến với họ. Chính vì thế mà cuộc đời khá là sung túc. Trong cả cuộc đời thì họ sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, sung sướng về vật chất, nhưng đời sống tâm hồn thì có nhiều lo toan suy nghĩ. Tóm lại, những người sinh vào năm Bính Thìn sẽ có một cuộc sống tuy không quá cao sang quyền quý, nhưng đối với nhiều người thì đó vẫn là một cuộc sống để ngưỡng mộ. Tử vi cho thấy họ là những người có phúc đức nên được hưởng cơ nghiệp lâu bền. Nói tóm lại, họ có số rất tốt, có nhiều may mắn, nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong cuộc đời. Gia đạo hồi nhỏ khá là yên ấm, nhưng từ khi bắt đầu lập gia đình thì xuất hiện thêm nhiều rối rắm, mọi chuyện được giải quyết và thu xếp ổn thỏa từ lúc 36 tuổi trở đi. Sau thời gian này thì gia đạo được yên vui, thuận hòa, con cái có nhiều cơ hội để phát triển. Tuổi Bính Thìn từ nhỏ đến lúc trung vận thì không có gì đặc biệt, đáng chú ý là hậu vận cũng ở vào mức trên trung bình. Dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại những năm tháng đáng chú ý nhất trong cuộc đời của tuổi Bính Thìn. Từ 31 cho đến 35 tuổi, 31 tuổi thì có sao hạn rất nặng, phải cúng sao và cần phải nhịn nhục mới mong thoát khỏi tai nạn. Việc làm ăn thì không được tiến triển theo ý muốn. 32 tuổi có thành công đôi chút về tài lộc vào tháng 7 và tháng 8, cần lo cho gia đạo vì những tháng của mùa đông có nhiều tai nạn bất ngờ. 33 tuổi, yên tĩnh, việc làm ăn bình thường, kỵ tháng 5 không nên đi xa. 34 tuổi có thay đổi về việc làm ăn, trong gia đạo có người đau bệnh, tháng 8 có đại tang trong gia tộc. 35 tuổi tạm lắng yên trong mọi công việc, gia đạo tài lộc bình thường. Từ 36 cho đến 40 tuổi, 36 tuổi thì thành công hoàn toàn về vấn đề tài lộc, 37 tuổi lại bị yếu kém về tài lộc và gia đạo, không được êm ấm cho lắm. 38 tuổi thì yên tĩnh toàn năm, chỉ có những diễn biến bình thường trong mọi khía cạnh cuộc đời. 39 và 40 tuổi, hy vọng nơi gia đạo nhiều hơn cá nhân, có thể nhờ gia tộc về phát triển khả năng tài lộc và tình cảm. Năm 40 tuổi là năm nhàn nhất trong cuộc đời, gia đạo tài lộc bình thường. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.